Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nguyễn Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo tập 4 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhân quả cuộc đời của tác giả Nguyễn Hiền. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Tuấn Anh và thật bất ngờ khi biết rằng anh ta vẫn liên lạc với Thanh Hương Người bạn mà lúc nào cô cũng phải chịu lép vế thế muốn nổi điên. Cô cũng không lạ gì chuyện Tuấn Anh rất thích Thanh Hương và cô ta hiện nay đã ly hôn với Tuấn Kiệt, việc họ gặp nhau tất nhiên là bình thường, bởi hai người đều đang độc thân. Nhưng với cô thì không đơn giản như vậy, bởi hiện nay Tuấn Anh chính là cha ruột của bé Tuấn Tú. Chính vì vậy khi nghe tin Tuấn Anh đang ngồi cà phê với Thanh Hương, thì Mộc Trà không giữ nổi bình tĩnh. Đến khi nghe Thanh Hương còn khiêu khích nói rằng đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai người thì cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm mặc dù nhà chỉ có hai mẹ con nhưng cô không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa cô quyết định để bé tú ngủ trong phòng rồi đón xe đến quán cà phê cô phải bắt quả tang và nói cho thanh hương biết tuấn anh chính là cha của bé tú để cô ta đừng lén phén nữa đúng như tuấn anh nghĩ vì gài định vị điện thoại nên cô ta không khó để tìm được quán cà phê nơi hai người đang ngồi Xe vừa đến quán, Mộc Trà định lao vào khi cô nhìn thấy hai người đang ngồi ở bàn phía trong. Nhìn Tuấn Anh đang tươi cười nói chuyện làm cô ngứa mắt. Chợt Thanh Hương xách túi đứng dậy như đi về. Lại nhớ đến lời cô ta nói, đã ghi âm cuộc nói chuyện. Nếu đúng như lời cô ta nói thì kế hoạch đòi bà Lan 500 triệu sẽ bị lộ tẩy. Trước mặt phải lấy được chiếc điện thoại để phi tăng. Nhưng lấy bằng cách nào khi mình không thể trực tiếp làm điều đó nhìn xung quanh quan sát cô ta thấy hai thanh niên chăm trổ cũng vừa đến liền lại gần nói chuyện ngỏ ý muốn thuê bọn chúng cướp giật chiếc giò sách trên tay cô gái theo kế hoạch cô ta sẽ ngồi trong xe taxi chờ sẵn khi tên giang hồ cướp giật được chiếc giò sách thì sẽ lên xe chạy đi còn tên kia lái xe mô tô yểm trợ khi đến một nơi an toàn thì dừng lại và cô phải trả số tiền đã thỏa thuận có lẽ đoán cô ta nhiều tiền và chiếc túi có nhiều thứ giá trị nên hai tên đòi một số tiền lớn và dĩ nhiên cô ta không chịu. Hai tên mặc dù rất cần tiền và chúng cũng hiểu rằng cô ta cần việc nhưng bọn chúng vẫn cố tình làm lơ tỏ vẻ không cần thiết. sợ thanh hương đi về và kế hoạch bị bại lộ, mộc trà đánh xuống nước thương lượng lại với bọn chúng và nhanh như một con sóc, tên giang hồ cướp giật xong giỏ sách rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. khi xe chạy ra ngoài thành thì dừng lại, mộc trà yêu cầu giao lại giỏ sách thì tên kia không chịu mà yêu cầu phải nhận được tiền thì mới giao hàng. Chợt nhớ lúc đi quá vội vàng nên cô không đem theo tiền cũng như giỏ sách. Hai bên cứ thế rằng co. Lúc này cô ta nói với tên Giang Hồ rằng Sẽ chạy về nhà thì sẽ trả tiền. Nhưng tài xế taxi cũng không chịu chạy tiếp mà yêu cầu hai người xuống xe trả tiền cho anh ta đi kiếm tiền nuôi con. Chờ bên ngoài một hồi không thấy gì. Tên Giang Hồ chạy xe phân khối lớn đến đập cửa xe taxi yêu cầu cô ta xuống giải quyết. Tội nghiệp anh tài xế taxi vội vàng bò chạy mà không lấy được đồng nào. Vừa xuống xe chưa kịp nói câu gì thì hai cái tát như trời giáng xuống mặt là mộc trà ù tai hoa mắt, cỗ mặt khóc bù lu bù loa. Tại sao lại đánh tôi? Mày định dẫn mặt hay sao mày? Tôi không có, canh cứ đến nhà tôi sẽ đưa tiền. Mày biết nếu nói sai thì sẽ nhận hậu quả thế nào không? Canh biết nhà rồi thì làm sao mà tôi dám không đưa tiền chứ? Mày, đi mày. Khi hai tên vừa đi khỏi thì Tuấn Kiệt và bà Lan cũng vừa về tới. Bà Lan bị một vết cào khá sâu ngay mặt phải khâu bốn mũi thì tỏ ra tức tối vô cùng. Bà không ngờ cô ta dám to gan đánh lại bà như vậy. Khi Tuấn Kiệt đưa mẹ đến bệnh viện để sơ cứu vết thương trở về nhà thì cũng thấy hình như cô ta cũng vừa đi đâu đó về. Bà im lặng chỉ lầm huyết cô ta một cái thật dài rồi đi vào, còn Tuấn Kiệt lên tiếng. Anh đưa mẹ đi sơ cứu vết thương. Em không ở nhà trông con mà còn đi đâu. Cô ta không trả lời mà lầm lì đi vào nhà. Thế vậy Tuấn Kiệt đi nhanh kéo tay cô ta lại, gần giọng hỏi. Cô đi đâu về? Tại sao tôi hỏi mà không trả lời? Vốn đang tức vì mất số tiền lớn với hai tên giang hồ, Mộc Trà quay ngoắt lại trợn mắt quát. Tôi đi đâu kệ cha tôi? Liên quan gì đến anh mà hỏi? Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Ơ, à, cái cô này, cô vừa nói cái gì vậy hả? Bộ anh không có lỗ tai để nghe sao mà còn hỏi. Vì nếu cô đi thì chỉ có mình con ở nhà rồi nó khóc thì sao? Tại sao anh không ở nhà mà ấm nó còn hỏi tôi? Cô hỗn láo quá rồi. Chán rồi phải không? Chán thì nhanh trả tiền cho tôi biến, tôi cũng chẳng tha thiết gì cái hốt của nợ của con Hương đâu." Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Anh không hiểu cô ta đang nói gì và tại sao lại hỗn láo như thế. Nhưng bây giờ đang không phải là lúc để nói chuyện đôi co với cô ta. Bởi anh không có đủ 500 triệu như cô ta yêu cầu. Hơn nữa, anh còn bé Tú, nếu cô ta ra đi, đồng nghĩa sẽ mang con đi theo. Vậy còn anh thì sao? Thôi, thì vì con mà nhường nhịn cô ta một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, nên Tuấn Kiệt hạ thấp giọng năn nỉ vợ. Thì anh thấy em mới xanh, sức khỏe còn yếu, hơn nữa để con ở nhà một mình cũng không yên tâm. Mặc cho anh cứ lại nhài phía sau. Nhưng Mộc Trà cũng không một lần nhìn lại, cô cứ thế đi thẳng vào phòng, rồi đóng cửa lại, cũng không quên bấm chốt. Tuấn Kiệt bị bất ngờ khi cô ta có hành động như vậy không còn cách nào khác anh lôi ra phòng khách ngồi mà không nói gì thêm nữa anh vẫn trách ba Việt rõ ràng ba hứa cho anh số tiền đó nếu mấy ngày nay mà có thì đã không xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này kế tiếp những ngày sau đó Mộc Trà liên tục đi ra ngoài bỏ con ở nhà làm bé tú khát sữa cứ khóc ngàn ngạt làm Tuấn Kiệt lo lắng vô cùng những khi anh nói thì Mộc Trà sẵn sàng cãi lại và lần nào cũng thế cô ta tiếp tục dở bài đòi tiền làm anh im mặt có một điều làm anh thắc mắc không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay cứ có hai thanh niên xăm trổ đi đi lại lại trước cổng nhìn vào nhưng khi thấy anh đi ra thì lại vội phóng đi nghi hai tên này là người không tốt có bao giờ bọn chúng rình bắt cóc trẻ em hay không càng nghĩ thì anh lại càng lo lắng nên không dám rời khỏi nhà nhưng tuấn kiệt đâu hiểu rằng mấy ngày nay mộc trà cũng như phát điên khi không thể nào mà mở được khóa điện thoại đã mấy lần cô ta mang ra hàng nhưng lại mang về vì sợ lộ không biết con hương có báo công an về việc bị giật túi sách không nếu phát hiện ra cô đang sử dụng cái điện thoại này thì sao còn hai tên giang hồ cô quên không dặn tuyệt đối không được khai ra và nhất là không được bén mảng đến đây thật tức vì không mang theo giỏ sách nên đành phải cho bọn chúng đến nhà nếu chẳng may chúng có bị gì mà khai ra thì nguy to chuyện chưa dừng ở đó sau nay không hiểu có chuyện gì mới có hơn 7 giờ sáng ông tám trưởng ấp và anh sơn công an khu vực đã đến gọi cửa từ sớm bà lan có nhà không đang cho con uống sữa từ trong nhà tuấn kiệt nghe tiếng gọi liền bế con đi ra chú gọi mẹ cháu có chuyện gì hả chú tám không trả lời vào câu hỏi của kiệt ông tám chỉ bé tú rồi lên tiếng ủa con hương sinh con hồi nào mà tao không biết vậy ta tuấn kiệt lắp bắp ra dạ, cháu anh chưa kịp trả lời thì anh sơn công an khu vực lên tiếng có cô bọc trà tạm trú ở đây đúng không dạ đúng gọi cô ta ra đây tuấn kiệt ngơ ngác ờ có chuyện gì không anh anh gọi cô ta ra đây Cô ấy đi từ sớm rồi Chắc đi xin việc làm Nhưng anh cần gặp cô ấy có việc gì không Lát cô về em nói lại Bà ông anh Sơn là người ngạc nhiên hỏi ngược lại Tuấn Kiệt Mời cô trà đến nhận tiền Thầy cơ quan điều tra Ngày giờ ghi rõ dòng tư mời Mà kỳ vậy ta Bởi người giao tiền là chính là anh Tuấn Kiệt Chẳng nhẽ lại hai Tuấn Kiệt đấy sao Tuấn Kiệt giật mình Không lẽ ba đã vay được tiền rồi Nhưng tại sao ba lại không thấy nói gì với mình chứ Có bao giờ Hôm anh trách ba Làm ba giận không cầm tờ giấy mời anh sơn đưa mà anh cứ ngẩn người chẳng hiểu gì mãi đến khi tiếng bé tú khóc ré lên thì anh mới giật mình nhớ ra mình đang bế con đứng ngoài sân Dù cho con ngủ xong thì tuấn kiệt nhẹ nhàng rời khỏi phòng anh định điện cho ba hỏi xem có phải ba đã vay được tiền hay không chợt anh nghe tiếng của mẹ đang nói chuyện với một ai đó lại kèm theo tiếng khóc thút thít tiếng nói tuy nhỏ nhưng nhà vắng người nên nghe rất rõ anh à em không chịu đâu không biết đầu dây bên kia là ai và nói gì nhưng im lặng một hồi rồi tiếng của bà lan nói tiếp anh thu xếp cho em ít tiền nhé không thằng kiệt đang hỏi tiền nó gửi về em vẫn nói như lời anh dặn là trả nợ nhưng mà nó không chịu lại im lặng một lúc sau bà ta nói tiếp em không biết có hai việc anh phải làm cho em một là lo cho em một ít tiền hai là dằn mặt con nhỏ đó cho nó sợ kẻo mai mốt nó trào lên cổ ngồi cũng nên. Tuấn Kiệt giật mình, đụng vào chậu cây kiềng gây ra tiếng động. Quá hoảng sợ, anh vội chạy về phòng rồi la vào nhà tắm đóng cửa lại, xả vòi nước. Bà Lan đang nói chuyện điện thoại thì nghe tiếng động bên ngoài nên vội tắt máy chạy ra. Nhìn trước nhìn sau không có ai, nên bà đi xuống phòng con trai thì không thấy ai. Chợt nghe thấy tiếng xả vòi nước trong nhà tắm thì bà dừng lại hỏi vào bên trong. Thằng kia ở trong có phải không? dạ con đang tắm, có gì không mẹ không có gì sao tắm sớm thế không nghe tiếng trả lời thì bà đi về phòng rõ ràng sáng nay bà nghe tiếng ông trưởng ấp gọi nhưng khi đi ra thì thấy thằng Kiệt ấm con đang nói chuyện với họ nên bà lại đi vào cả đêm qua bà ấm ức vì con trà hỗn láo dám chống lại bà điều mà trước đây con hưng không bao giờ dám làm bà thề với lòng mình rằng nhất định bà không bao giờ bỏ qua Tuấn Kiệt cứ để nguyên quần áo ướt đứng trong nhà tắm mà suy nghĩ mặc dù anh không hiểu mẹ đang nói chuyện với ai nhưng nghe giọng nói có phần nũng nịu thì anh lại tưởng mẹ nói chuyện với ba nhưng khi nghe nhắc đến số tiền mà anh gửi về thì anh hiểu rằng đó chắc chắn là một người khác vậy là ai chứ chợt nhớ đến người đàn ông mà mẹ gặp ở quán cà phê chẳng lẽ này là người đó nhưng ông ta là ai rõ ràng nghe qua giọng nói của mẹ thì toàn bộ số tiền mà anh gửi về đều đã đưa cho ông ta rồi bỗng anh giật mình khi nhớ đến điều kiện mẹ đưa ra là phải dằn mặt một ai đó anh bỗng lo sợ bởi anh nghi người đó chính là mộc trà vì cô ta vừa hỗn láo dám đánh mẹ bây giờ bên mẹ bên vợ anh biết phải làm sao nhớ về nội dung thư mời của công an về việc chính anh nhận số tiền 500 triệu thay cho mẹ là bà Lan và người nhận là Mộc Trà anh vội thay đồ rồi gọi cho ba Việt nghe con trai nói về việc trả tiền Ông Việt ngỡ ngàng vì ông chưa nghe Thanh Hương nói. Thấy cha im lặng thì Tuấn Kiệt thắc mắc. Nếu không phải là ba, thì ai làm việc này? Không lẽ công an này nhầm với ai đó? Trong tư không ghi rõ số tiền mà chỉ mời lên nhận tiền từ người tên là Tuấn Kiệt thôi. Chợt ông Việt trả lời. Để ba hỏi con dâu xem cụ thể thế nào. Con dâu? Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Không lẽ lại là Thanh Hương? Mà cô ấy thì làm gì mà có số tiền lớn như vậy chứ? Ông Việt cười chua chát con có tính xem thử người khác từ bao giờ vậy thử hỏi bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi và đã làm được những gì hay bây giờ cũng lại phải bám vào thân già này hả tuấn kiệt tái mặt ấp úng con con không có ý đó mà con muốn nói cô ấy không thể có số tiền lớn như thế được ba đừng hỏi mà mất công hơn nữa lại làm hương khó xử thật tình tuấn kiệt đang rất cần số tiền để đưa cho mộc trà Mang nhà cửa được yên ổn nhưng nếu lại phải nhờ đến sự giúp sức của Thanh Hương thì thực sự anh không còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa. Thật nhục nhã cho một thằng đàn ông như anh. Phản bội vợ mình rồi lại cũng bị quả báo. Đúng là bị quả báo thì ra cảnh mới như vậy. Anh chỉ mong muốn rằng hai cho con được bình an, anh sẽ tìm một việc làm gì đó để vừa kiếm tiền, vừa có thời gian chăm sóc con trai. Trong lúc ông Việt nói chuyện với con trai thì lúc đó Thanh Hương bước vào, nên ông để điện thoại xuống mà quên không tắt. Thấy cha im lặng không nói gì Tuấn Kiệt định lên tiếng tiếp Nhưng bỗng tiếng nói phía đầu dây bên kia làm anh giật mình bác khỏe không ạ à? Hương đến hả à con Dạ con thanh thủ ghé thăm ba một chút Nhân tiền báo cho ba biết việc ba nhờ con đã chuẩn bị xong Nhưng vì con muốn chắc chắn Mọi việc phải rõ ràng Nên khi giao tiền phải có người làm chứng Nên con đã nhờ công an hỗ trợ anh Kiệt Vậy con có mang theo tiền để giao cho thằng Kiệt Trả cho cô ta không Việc đó ba không phải lo Con sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề đó bỗng ông việt hỏi thanh hương hôm nay là ngày trả kết quả con đấy giúp ba chưa thanh hương cười à vì chuyện đó nên có mấy ghé ba chưa chuyển trả tiền thì điện thoại cho ba là được rồi kết quả thế nào con cả đêm qua ba không ngủ được thanh hương lấy từ trong túi ra tờ giấy kết quả xét nghiệm đưa cho ông việt cầm kết quả trên tay mà ông không đủ can đảm mở ra xem nhưng nhìn gương mặt và nụ cười của con dâu cũ thì ông như được tiếp thêm sức mạnh nhìn dòng kết quả ghi trên giấy mà từ đôi mắt trên khuôn mặt sợn nắng hai giọt nước mắt lăn xuống gò má giọng ông xúc động cảm ơn ông trời đã thương đến ba cảm ơn con dâu đã giúp đỡ cảm ơn con thanh hương đứng dậy nói giờ con phải đi bà nhớ báo cho anh kiệt đến đúng hẹn nhé bà biết rồi thanh hương đã về rồi mà ông việt vẫn còn hồi hộp và xúc động kết quả xét nghiệm adn giữa ông và tấn kiệt là cha con cùng huyết thống ông mừng lắm vậy là mối nghi ngờ trong ông suốt mấy chục năm qua đã được giải tỏa. Bây giờ ông phải làm gì đây để con ông được hạnh phúc? Ông ước gì con trai và con dâu thanh hương quay trở lại với nhau. Cuộc sống khi xưa tuy đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười. Ông có nên nói cho con trai biết nó bị vô sinh không? Ông biết con trai ông đang mắc kẹt trong lưới tình của à mộc trà. Chẳng qua cũng chỉ vì tuấn kiệt khao khát có con và rõ ràng, mặc dù tính nét của cô ta rất khó chịu, nhưng con trai vẫn phải chấp nhận miễn sao được ở gần con. Nhưng nếu cứ kéo dài cái đàn này thì cô ta sẽ tiếp tục yêu cầu gì nữa. Và vì con mà con trai ông lại tiếp tục phải chấp nhận. Không thể đứng nhìn con mình, không thể thoát ra khỏi cái vòi bạch tuộc của cô à. Bởi vậy ông mới hiểu mà tại sao Thanh Hương yêu cầu công an làm chứng trong việc trả tiền. Hy vọng sau đàn này cô ta đừng giờ thêm trò gì nữa. Lấy điện thoại để gọi dặn dò con trai, Bỗng ông giật mình khi điện thoại vẫn chưa tắt máy. Không biết đầu dây bên kia con trai ông có nghe được cuộc nói chuyện giữa ông với Thanh Hương không? Ông gọi thử xem con trai có đáp lại không thì không thể lên tiếng. May quá, như vậy chứng tỏ không thấy cha trả lời thì Tuấn Kiệt cũng tắt luôn rồi. Nhưng ông Việt đâu biết rằng con trai ông đang theo dõi diễn biến cuộc nói chuyện giữa cha và vợ cũ. Không hiểu sao mặc dù đã ly hôn, nhưng mỗi khi nghe giọng nói của vợ cũ thì anh vẫn xúc động. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện thì anh rất muốn hỏi ba một số vấn đề. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói của ba trong điện thoại thì anh lại không giữ nổi bình tĩnh nên đành im lặng. Biết nói gì với ba đây nếu ba biết anh đang nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Biết trả lời sau đây khi mặc dù bị anh phản bội nhưng Thanh Hương vẫn lo số tiền lớn để anh trả nợ. Anh thầm hứa với lòng mình sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa với Mộc Trà anh sẽ đi làm và lo trả nợ số tiền đó cho cô. Mặc dù với số tiền đó là rất lớn. Đang ngẩn ngơ cầm điện thoại thì Mộc Trà về, anh đưa thư mời cho cô rồi nói. Đúng 8 giờ ngày thứ hai, em đến cơ quan công an để nhận tiền. Nhìn nội dung ghi trong thư mời, cô ta nổi điên. Anh có bị khung không hả? À? Tại sao không đưa tiền tại nhà mà kéo nhau đến công an chứ? Tuấn Kiệt vào đầu bứt tai tỏ ra khổ sở. Thật tình anh không xoay sở ở đâu được đâu. Nên anh nói thật và nhờ ba giúp đỡ. Chắc ba muốn trả cho em dứt điểm và không muốn lại xảy ra như lần trước nên mới phải làm như thế anh nghĩ em nên nhận tiền xong rồi về chứ có việc gì đâu mộc trà rít lên việc gì là việc gì anh có nói xấu tôi thì ba anh mới phải chắc chắn như thế bây giờ tôi lại đổi ý bà lan nhận tiền thì bái phải lo trả không liên quan gì đến anh nhưng số tiền đó mẹ đã đưa cho anh rồi bây giờ mọi việc lại không liên quan gì đến mẹ mà lại là giữa anh và em tôi ý ba như vậy thì em nên nhận tiền cho xong đi Mộc trà im lặng. Mấy ngày nay, cô đang gặp rắc rối bởi hai tên giang hồ. Sau khi biết nhà thì gây sức ép yêu cầu cô phải đưa thêm tiền. Nếu không thì bọn chúng sẽ báo cho gia đình biết. Thật ra nếu chúng nói với Tuấn Kiệt thì cô cũng chẳng xem là gì. Cô chỉ dọa bế con trai bỏ đi là anh ta lo cuống lên. Nhưng còn bà Lan thì cô hoàn toàn không muốn. Hơn nữa, cô đang hy vọng nhận được số tiền kia rồi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt sẽ tránh được rắc rối. Bà Lan nghe tin Tuấn Kiệt trả tiền trong hộp trà Thì vô cùng tức giật Rõ ràng cô ta đã nhận tiền rồi Bây giờ lại đòi nữa Mặc dù trả tiền trước mặt công an Nhưng bà tiếc số tiền đó Nửa tỷ bạc chứ có phải ít đâu Nhất định bà không thể thua của cô ta được Nếu cô ta tọa nguyện Thì bà không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ai nữa Bà Lan gọi con trai lại hỏi Sao mẹ ăn gì mà ngu thế hả à con Tuấn Kiệt ngạc nhiên Mẹ, mẹ đã nói cái gì vậy Mẹ không trả được tiền của con Thì con phải nhờ đến ba con chỉ muốn cho em cửa em nhà thôi bà mày thì lấy đâu ra tiền nhất định không đưa một xu nào hết mày đừng nói nữa được không tiền con gửi về mẹ đưa cho ai thì con cũng biết rồi bà lan giật mình thằng kiệt nó đang nói cái gì vậy có bao giờ nó nghe được gì không bà không tin mà cho rằng chẳng qua con trai bà nói bừa như vậy thôi nhưng thực ra bà cũng đang bực mình tất cả tiền bạc bà đều đưa cho người tình đó khôi nhưng nghe đâu ông ta lại dùng số tiền đó đi ba bầu trẻ bà đang tiến hành điều tra nếu đúng là như vậy thì ông ta sẽ không yên ổn với bà Thấy mẹ im lặng không trả lời thì Tuấn Kiệt khẳng định những điều mình nghĩ là đúng. Thôi thì tiền nào mà chẳng là tiền. Mộc trả nhận tiền cũng là để sau này lo cho con trai. Nhưng nhịn một chút cũng không sao. Nghĩ thế nên anh cũng không nói gì nữa mà đi vào nhà. Đúng 8 giờ, hai người để bé Tú ở nhà cho bà Lan trông rồi chờ nhau đến cơ quan công an. Dọc đường không ai nói với nhau câu nào. Tuấn Kiệt cả đêm qua không ngủ được. Anh cảm thấy không yên tâm khi mình chưa nhận được số tiền đó. Tại sao Thanh Hương không đưa tiền cho anh mà lại đưa cho công an? Nếu sáng nay đến mà không trả tiền cho Mộc Trà Thì hãy rằng anh khó sống với cô ta Còn Mộc Trà thì im lặng suy nghĩ Sau khi nhận xong số tiền Cô có nên điện ngay cho Tuấn Anh để giao con Hay cô để cho Tuấn Kiệt nuôi Cô còn trẻ lại xinh đẹp tương lai còn dài nên không thể bị trói chân bởi đứa con được Việc bây giờ cô cần Phải làm là có tiền Thật nhiều tiền thì cô muốn gì mà không được Đến cơ quan điều tra Tuấn Kiệt được bảo vệ chỉ cho nơi gửi xe còn mộc trà thì được một nữ công an hướng dẫn vào phòng số 6. cô ngạc nhiên ủa à, tôi chờ anh kiệt gửi xe xong rồi vào cũng được mà cô cứ vào trước đi anh kiệt còn ký nhận tiền thì mới có đưa cho cô chứ thấy hoàn toàn hợp lý nên cô ta đi theo cán bộ nữ vào phòng số 6. trong phòng có một người cán bộ nữ mặc quân phục đang ngồi ở bàn nét mặt trông rất khó coi cô ta chỉ vào trước ghế đối diện người cán bộ công an rồi nói cô biết tường trình đi mộc trà có cảm giác mình đang bị hỏi cung chứ không phải là chỉ đi nhận tiền cô phản đối cô nói gì tôi không hiểu Tôi nhận được thư mời đến đây để nhận tiền chứ có phạm tội gì đâu mà phải viết tường trình. Lúc này cô cán bộ công an mới lên tiếng. Cô đến đây, đây nhận tiền đúng không? Vậy thì cô phải cho chúng tôi biết đó là tiền gì, tiền vay, tiền tặng hay tiền lừa đảo. Nếu cô không giải thích thì làm sao chúng tôi biết mà làm chứng được? Mộc Trà bỗng thay đổi thái độ. Dạ ý em nói là chuyện trong gia đình. Tuấn Kiệt người giao tiền chính là chồng em. Chẳng qua anh ấy muốn đùm chút thôi, thật là phiền các chị quá. Người cán bộ nghiêm nét mặt. Cô biết đang ngồi ở đâu không? Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói đã rất run. Dạ cơ quan điều tra công an yêu cầu cô viết tường trình hết sức nghiêm túc. Nhưng em có biết viết gì chứ? Sao em chưa thấy chồng em tới nữa? Chồng à? Cô nói vậy mà không biết ngượng ư? Mộc Trà giật mình, nhìn ánh mắt sắc như dao của vị cán bộ làm cô bỗng trột dạ. Tại sao cô ta lại biết Tuấn Kiệt và cô chưa phải là vợ chồng? Tại sao thư mời nội dung chỉ nói lên nhận tiền mà bây giờ lại mỗi người một nơi? Tuấn Kiệt bây giờ đang ở đâu? Việc này liệu anh ta có biết không? Cô bỗng thấy hoang mang và tự nhủ rằng bây giờ không được chủ quan mà phải hết sức thận trọng nếu biết trước sự thể như thế này thì không bao giờ cô lại chấp nhận đến đây được mộc trà vẫn im lặng suy nghĩ cô có cảm giác mình đang bị lừa tại sao mọi chuyện của cô công an đều biết hôm nay mời cô lên nhận tiền chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi nếu công an chỉ với vai trò làm chứng thì tại sao lại như hỏi cung vậy cô phải hết sức thận trọng nhất là viết bản tường trình bút xa gà chết lúc đó không chối cãi vào đâu được thấy cô ta cứ ngồi im bị cán bộ nói tại sao cô không viết cô làm được mà không nói được hay sao mộc trả ấp úng thật tình em cũng không biết viết như thế nào em cứ ngỡ đến nhận tiền rồi về cán bộ hỏi gì thì trả đời thôi từ hồi đầu đến giờ có viết mấy cái này đâu cô biết tường trình cô đưa tiền như thế nào truyền khoản hay là tiền mặt vào thời gian nào rồi khi cô yêu cầu bà lan không trả bây giờ yêu cầu của cô là muốn nhận lại số tiền kia từ bà lan nhưng có một điều tôi nhắc nhở là cô phải nói thật nếu cô nói sai thì sẽ phạm tội vu khống cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản Mộc Trà im lặng suy nghĩ về những điều mà vị cán bộ vừa nói. Rõ ràng khi đưa tiền cho cô thì Tuấn Kiệt chỉ để trên bàn chứ không đưa tận tay. Hơn nữa lúc đó trong phòng chỉ có hai vợ chồng lại không có camera nên không sợ ai nhìn thấy. Cô chỉ lăn tăn một chút về cuộc nói chuyện với Tuấn Anh ở quán cà phê mà cô sơ hở chủ quan nói về chuyện lấy số tiền ở bà Lan lần hai. Đây cũng không phải là lần đầu cô và anh ta nói về chuyện này. Cô cũng lấy làm khó hiểu bởi lúc đó Tuấn Anh chủ động gọi cho cô Vậy việc Thanh Hương mở điện thoại ghi âm không thể nói là Tuấn Anh không biết, không lẽ anh ta cũng đồng tình với chuyện này hay sao? Vấn đề cô đang khó đối phó với cơ quan chức năng bởi cơ sở tham gia của Thanh Hương, tuy rằng cô ta nói đã ghi âm cuộc nói chuyện thì cô cũng không tin. Cho dù cô ta có ghi âm thì chiếc điện thoại trong giọt sách cũng đã về tay cô rồi, vậy thì còn gì mà phải lo. Nếu biết trước như thế này thì trước khi đến đây, cô đã gọi điện cho Tuấn Anh để hỏi rõ vấn đề này cô biết anh ta không bao giờ phản bội cô vì dù sao cũng còn bé tuấn tú là con của anh ta nữa nhưng lúc này cô mới thấy tuấn kiệt thật ngu xuẩn đáng lấy ra khi cô làm khó bà lan thì anh ta phải nhân cơ hội này mà xin ông việt bán đất hoặc thương lượng với cô đằng này cứ quần quanh như con rối khiến cô đã chán lại càng chán hơn sau khi suy đi tính lại thấy mọi việc đều chặt chẽ cô bắt đầu viết cứ ngỡ viết xong sẽ nhận được tiền rồi về ai ngờ người cán bộ nữ đọc xong rồi hỏi cô cam đoan những lời cô trình bày ở đây là sự thật mộc Tra gật đầu khẳng định vâng đúng rồi tôi đưa tiền cho bà ta qua hệ thống ngân hàng nhưng chưa hề nhận lại được cán bộ điều tra nhấn mạnh từng chữ tôi nhắc lại để cô nhớ tất cả mọi lời khai đều phải chính xác nếu không người ta sẽ kiện cô tội vu khống hòng chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn và rõ ràng là tội đó không hề nhẹ Anh Kiệt thì khai đã đưa cho cô rồi Địa điểm là ở trong phòng ngủ Cô nói với anh ta Cứ để trên bàn rồi cô sẽ cất Cô nghĩ ra về lời khai này của anh Kiệt Đồ đặt lọng Ở nhà anh ta đã nói thế nào Mà bây giờ đến đây lại nói như thế Yêu cầu cô bình tĩnh trả lời những câu hỏi của chúng tôi Tôi xin hỏi lại rằng Khi anh ta đưa tiền cho tôi Thì có ai làm chứng không Anh ta nói vô lý như vậy Mà cán bộ cũng tin hay sao cũng chỉ vì nghĩ đơn giản là người nhà nên anh ta mới chủ quan không yêu cầu cô viết giấy nhận tiền. Nhà lúc đó cũng không quay. Hơn nước tiền để trong phòng ngủ, ngoài cô và anh ta thì ai có thể vào lấy chứ? Anh ta nói như vậy mà cũng nghe được ư? 500 triệu, chứ có phải là 5 triệu đâu mà biết đâu bà Lan về nhà lúc nào thì ai mà biết được. Anh kia nói vì bà Lan đã rút toàn tiền lẻ mệnh giá 100 ngàn đồng nên anh ấy để ở bàn cho cô cất. Mộc trà không giữ được bình tĩnh thốt lên Đúng là đồ ngu ngốc Tiền mệnh giá nào cũng không nhớ Thì còn làm được trò chống gì Vì nữ cán bộ trộm ngay câu nói của cô ta Vậy không phải là tiền mệnh giá 100 ngàn đúng không Anh kiệt này chỉ nhớ kém quá Đưa vợ tiền nào cũng không nhớ nữa Biết mình nói hớ nên cô ta ngồi im Nhưng vị cán bộ nữ hỏi tiếp Tại sao chúng ta đang nói chuyện mà cô lại im lặng Chẳng nhẽ trí nhớ của cô Cũng không nhớ rõ mệnh giá Số tiền 500 triệu mà anh Kiệt đưa cho cô Là mệnh giá tiền gì hay sao Tôi chưa nhận tiền, bà Lan chưa trả tiền cho tôi, chẳng qua cán bộ chụp mũ câu nói hớ của tôi thôi. Cô thật khéo đùa, rõ ràng cô trách anh Kiệt là ngu, đầu óc bá đậu đưa tiền mệnh giá gì cũng còn nói sai. Tất cả những lời nói của cô đều đã được ghi âm, cô có muốn nghe lại không? Cô ta lúc này không còn bình tĩnh nữa, đứng bật dậy hét lên. Tôi không nói gì, cán bộ ép công tôi. Tức thì nữ trinh sát lại gần, ấn hai vài cô ta ngồi xuống, nghiêm khắc nói. Nếu chúng tôi ép cung, thì cô có quyền kháng cáo nhưng cô phạm tội thì phải bị xử lý chính cô đã tự nhận mình có nhận tiền của anh kiệt trong phòng ngủ nhưng bây giờ cô lợi dụng sự sơ suất và mất cảnh giác của anh kiệt mà tiếp tục hòng chiếm đoạt số tiền thêm một lần nữa không những thế cô còn khủng bố tinh thần anh ta bằng cách lấy đứa con ra để dọa nạt bằng chứng từ miệng cô nói ra bây giờ cô còn chối gì nữa tôi chưa nhận tiền thì nhất định không chịu cho dù có ép thế nào tôi cũng không chấp nhận Chúng tôi một khi mời cô đến đây Là đã có đủ bằng chứng để buộc tội Tôi hỏi lại một lần nữa cô đã nhận Một số tiền 500 triệu mà anh Kiệt đưa hay chưa Tôi chưa nhận Nếu chúng tôi có đủ bằng chứng để khẳng định Cô đã nhận tiền Thì cô sẽ phạm tội vu khống để chiếm đoạt tiền của người khác Mấy người chọn nhầm đối tượng rồi Chẳng qua nãy giờ chỉ là bắt nọn mà thôi Bóng từ trong ngăn bàn Quân băng ghi âm đã được mở của cô ta nói chuyện với người đàn ông tên Tuấn Anh khẳng định việc lập kế hoạch chiếm đoạt tiền của bà Lan. Lúc này mặt cô ta tái mét, mồ hôi vã ra đầy mặt, miệng ấp úng. Tại tôi tức bà ta, tôi làm vậy cho bỏ ghét. Vậy cô có ghét ai là vu khống cho người ta hay sao? Cô có biết là mình đã vi phạm pháp luật không? Tôi xin lỗi cán bộ, tôi hứa sẽ không đòi tiền bà Lan nữa. Người mà cô cần xin lỗi là bà Lan và anh Kiệt. Bây giờ cô biết tờ khai, nhận hết tội lỗi. Biết rằng sau vụ này bị bại lộ, thì cô cũng không thể sống ở căn nhà đó được nữa. Cô ấp úng, tôi sẽ đưa con về quê sinh sống, ở lại không ngủ với bà đâu. Nói xong, cô ta cắm cúi viết cam đoan và khẳng định mình đã nhận đủ số tiền 500 triệu đã chuyển cho bà Lan và cam đoan không làm một điều gì nữa. Tưởng viết xong thì đọc về, ai ngờ nữ trinh sát lại đưa cho cô ta một tờ giấy, mọc trà ngơ ngác. Ơ, à, tôi viết xong hết theo yêu cầu của cán bộ rồi, bây giờ còn đưa giấy làm gì nữa? chắc điên quá cô đã khai hết đâu mà về tờ khai kia chẳng qua là làm chứng cho việc cô đã nhận tiền thôi bây giờ mới chính thức chúng tôi cần giải quyết với cô yêu cầu cô tự giác khai báo việc mình chủ mưu thuê giang hồ cướp giật giỏ sách của khách hàng trong quán cà phê tất cả khách hàng cũng như camera của quán đã tố cáo cô làm việc đó ờ tôi không hiểu cán bộ nói gì căn cứ vào đâu mà khẳng định tôi chủ mưu tôi mới sinh con cả ngày ở nhà có đi đâu đâu mà chủ mưu hơn nữa tôi thiếu gì túi sách mà phải đi thuê người cướp giật chứ. Tôi vẫn biết cán bộ có quyền nói ai thì nói. Nhưng tôi còn con nhỏ đang khóc khát sữa mẹ ở nhà làm ơn cho tôi về với cháu. Nghe chị nói thì có vẻ thương con. Nhưng ngay từ khi mới sanh chị sợ ngực xấu nên không cho con bú. May mà anh Kiệt là người yêu em bé nên chăm sóc cho con của cô rất tốt. Chúng tôi đã cho anh Kiệt về nhà để chăm bé cho nên cô yên tâm. Chắc cô cũng hiểu được ý của chúng tôi. Tốt nhất là cô nên hợp tác. Mộc Trạc cứng họng không nói được câu nào, bởi ngay cả việc cô không cho bé Tú bú giữa mẹ, mà cán bộ cũng biết thì không còn gì để nói nữa. Nhất định chuyện này bà Lan do ghét cô mà nói ra. Nhưng bà ta cũng quên rằng, cho dù đó là sự thật, thì cô cũng không bị tạm giữ. Cô hiểu tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam với những người đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Thôi, thì nhận tội, vì tại con hương thách thức, hơn nữa cô bị ghen mà thiếu sáng suốt cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt cô tỏ ra ân hận thật tình em yêu tuấn anh trong khi đó thanh hương lại thích cậu ấy mặc dù em đã khuyên rất nhiều lần nhưng cô ta đều bỏ ngoài tai vô tình em biết cô ta nghe được cuộc điện thoại của tuấn anh điện cho em cô nhắc đến chuyện đòi tiền bà lan hơn nữa cô ta còn khiêu khích nói rằng đã ghi âm rồi vì ghen mà cô thuê giang hồ cướp giật chẳng lẽ cô không sợ pháp luật hay sao tu thật lúc đó máu ghen nổi lên làm em cũng không còn bình tĩnh cứ thế chạy đến quán mà khi nhìn thấy cô ta đứng dậy về thì nghĩ rằng bằng mọi giá phải lấy được chiếc điện thoại nếu không kế hoạch đòi tiền bà Lan sẽ bại lộ. Nghe cô ta nói mà hai người nữ trinh sát không tin được. Với cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lòng dạ lại đầy dã tâm. Việc cô ta làm sai. Nhưng nghe cô ta nói cứ như không hề có gì là ăn năn hối cải. Tất cả được cô ta dùng hai từ tại vì ghen, tại vì cô ta bị khiêu khích và tại vì đổ lỗi cho người khác, chúng cô ta hoàn toàn không có lỗi. giả như cô ta không nuôi con nhỏ thì lại quá dễ, nhưng đằng này cô ta lợi dụng tính nhân đạo của pháp luật việt nam phạm tội. sau khi tòa xử xong, tùy tính chất phạm tội mà cô ta vẫn được tại ngoại và chịu sự quản lý tại địa phương. sau khi viết xong lời khai và cam kết không tái phạm, cô ta được tha về với yêu cầu không được đi ra khỏi địa phương quản lý. Cũng chính vì điều này mà bi kịch sắp xảy ra trong ngôi nhà có hai người phụ nữ luôn hận thù. Không khí gia đình luôn vô cùng căng thẳng ngột ngạt. Từ ngày lô tẩy được thủ đoạn của bộc trà thì bà Lan càng làm khó dễ. Bà ta suốt ngày trời chó mắng mèo, làm tốn kiệt cũng không chịu nổi. Nhưng nếu anh ta lên tiếng bênh vực mộc trà thì lại trái lời mẹ. Nếu để cô ta về quê nơi cô hộ khẩu thường trú thì anh lại phải xa con. Mà điều đó anh hoàn toàn không muốn từ ngày phải đến cơ quan công an để làm việc trở về mộc trà cả ngày lầm lì không nói một lời thậm chí khi chỉ có hai mẹ con ở trong phòng mà bé tuấn tú khóc cô ta cũng không tèm bế hoặc cho con ăn làm tuấn kiệt vô cùng lo lắng và không hài lòng bây giờ anh không thể cứ ở nhà mà chăm con anh còn phải đi làm kiếm tiền để tìm một công việc có thể chủ động về thời gian thực sự là rất khó hôm nay vừa bế con vừa lướt internet tìm việc làm Tuấn Kiệt thấy một nhà hàng Hàn Quốc cần tuyển nhân viên giao hàng. Thấy công việc này có thể linh hoạt về thời gian để chăm sóc con nên anh nộp hồ sơ. Anh nói với Mộc Trà. Anh phải đi làm kiếm tiền, không thể cứ ở nhà mãi được. Em cố gắng ở nhà trông bé Tuấn Tú, anh sẽ nói mẹ phụ với em. Cô ta không nhìn cũng chẳng thèm trả lời, mà nằm quay mặt vào tường. Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu rồi sang phòng gặp mẹ nhờ giúp đỡ. Vừa nghe con trai nói muốn mẹ chăm cháu thì bà Lan cũng dẫy nảy lên. Bà nói mẹ nó làm gì mà không chăm con còn phải nhờ bà. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác anh lại phải điện cho ba Việt. Nghe con trai nói đi làm công việc giao hàng tại một nhà hàng Hàn Quốc thì ông điện ngay cho Thanh Hương bởi ông biết thấy như cô đang làm quản lý ở đó. Chuông ra một hồi lâu mới thấy cô lên tiếng. Alo, ba gọi con à? Ông Việt ngập ngừng. Bà nhớ cô hôm còn nói đang làm quản lý ở nhà hàng Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi, có gì không ba? Thằng Kiệt nó vừa điện cho ba nói nộp hồ sơ xin vào vị trí nhân viên giao hàng, không biết có đúng nhà hàng của con không? Anh thức dài vai rộng, phải đi làm chứ ba, việc gì cũng được, không nhất thiết, phải đòi hỏi bằng cấp, mà tại sao không nộp hồ sơ vào các công ty xây dựng cho đúng chuyên môn mà lại đi làm cái công việc này? Vấn đề là bé Tú không ai trông coi nên thằng Kiệt nó mới tính như vậy. Thanh Hương bột miệng thốt lên quả báo đúng là quả báo mà ông Việt nghe rõ lời cô nói nhưng phải im lặng bởi con ông đang phải trả nghiệp cho những việc làm mà mình gây ra như chợt nghĩ ra chuyện gì ông nói với Thanh Hương ba để nhờ con giúp cho chuyện này có chuyện gì ạ ba cứ nói đi ba có một thửa đất ruộng dưới quê hiện nay có người đang hỏi mua ba định bán nó lấy tiền đưa cho con không chờ ông nói hết câu Thanh Hương đã ngắt lời dạ chuyện gì chứ liên quan đến tiền là con rứt quát không dây dưa vào nhức đầu lắm bà thì con nghe bà nói hết đã ba nhờ con dùng số tiền này sang lại quán ăn nay giải khát rồi thuê thằng kiệt làm quản lý từ khi biết nó là con ruột của mình mà đứng nhìn nó như vậy thì người cha này đau lòng lắm đau lòng lắm con ơi thanh hương động viên ba nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe lúc rảnh con ghé thăm bà bây giờ con bận một chút ạ à. ờ thôi con làm việc đi. Tắt máy rồi mà Thanh Hương không ngừng suy nghĩ. Đúng là quả đất xoay tròn. Quanh đi quẩn lại thì Tuấn Kiệt lại vào làn nhà hàng của cô. Cô muốn anh ta phải chịu nhục nhã, phải thất bại cay đắng. Cô mới hả giận, nhất định không thể cứ nhu nhược và chịu đựng mãi. Chính cô cũng không hiểu anh ta hiện nay đang nghĩ gì. Tại sao lại rước con trà về nhà để nuôi báo cô, trong khi nó không làm một việc gì, thậm chí là chăm con vậy mà anh ta vẫn không nói gì đây không phải là nhường nhịn hay chịu đựng mà là hèn nhát một thằng đàn ông hèn kém nhu nhược thật không đáng một xu từ một kỹ sư xây dựng bây giờ chấp nhận một vị trí giao hàng thậm chí là bảo vệ chỉ để kiếm đồng tiền nuôi bà vợ hờ và một đứa con của người khác liệu anh ta có biết không nếu không biết thì anh ta chẳng khác gì bị mù còn biết rồi mà chấp nhận thì thật đáng khinh bỉ thật tình cô chỉ thương ông việt cũng may ông còn có đứa con trai là tuấn kiệt để an ủi nếu không thì chẳng biết làm sao tuy từ chối lời đề nghị của ông việt nhưng cô cũng đã từng suy nghĩ đến điều đó trả điện thoại có tin báo của thám tử đang theo dõi bà lan nhất định cô phải lấy bằng được số tiền mà mà ta đã đưa cho ông tuấn khôi tiền của tuấn kiệt gửi về là tiền chung của vợ chồng cô thậm chí trong đơn ly hôn cô có nhắc đến số tiền này nếu một ngày nào đó mà cô lấy lại được thì số tiền đó sẽ thuộc về cô Vậy mà anh ta cũng chẳng đọc, cứ cúi gằm mặt xuống và ký tên. Bởi vậy mới nói khi cặp với con trà có 7 tháng xanh bé thú cũng chẳng biết. Hay nói cách khác là chấp nhận nuôi con người khác. Nhìn những tấm hình mà thám tử gửi về, cô lại càng thương ông Việt nhiều hơn bởi bà Lan công khai hẹn hò với ông Khôi ở quán cà phê. Thành Hương gọi điện thoại báo cho Tuấn Anh biết. Alo Tuấn Anh nghe đây Bạn đang ở đâu Nghe nói có người thấy ba cậu đang cùng bà Năng đi vào quán cà phê rồi kia kìa Bạn đang theo dõi đi à Bỏ đi bạn ơi Ông ta phá sản đang ra bán công ty rồi kia kìa Bạn nào ngu theo ông đưa tiền thì dáng chịu nha Giờ mình chỉ lo cho mẹ thôi Hết cách rồi Bạn nói vậy thì chịu rồi Mình cúp máy Sở dĩ Thanh Hưng dừng cuộc nói chuyện với Tuấn Anh bởi trong đầu cô, này sinh hít tưởng, cô gọi điện cho ông Việt. Alo, ông việt đang làm suy nghĩ và cảm thấy bất lực khi tuổi đã cao sức khỏe lại yếu rõ ràng bây giờ ông bán đất là có tiền nhưng cũng chẳng biết làm gì với số tiền đó việc con dâu cũ từ chối giúp đỡ cũng có lý do của nó khi con trai ông đã đánh mất lòng tin và trở thành một kẻ phản bội người làm cha như ông bây giờ cũng đành bất lực chẳng nhẽ trố mắt mà nhìn con đang bị đày ải như vậy hay sao chợt tiếng chuông điện thoại kêu và ông bỗng hy vọng khi người gọi là Thanh Hương, ông lên tiếng. Bà đây con. Từ đầu dây bên kia tiếng của Thanh Hương nói có vẻ vội vàng. Lúc nãy bà nói có người hỏi mua đất dưới quê, đúng không? Đúng rồi. Bà đồng ý bán lấy tiền đi nhé. Con có việc cần tới. Việc gì vậy con? Con sang lại công ty xây dựng phá sản. Việc này phù hợp với anh Kiệt. Vốn cũng là kỹ sư xây dựng giỏi nên khi nghe con dâu cũ nói sang lại công ty đúng chuyên môn thì ông Việt tươi tỉnh hẳn ông hỏi con dâu công ty nào mà phá sản vậy con công ty anh Khôi cái gì nó phá sản rồi hả vâng ông ta đang giao bán ba có sẵn sàng không ông Việt im lặng nghe tin đối thủ phá sản làm ông hà dạ lắm ông muốn một lần gặp lại để nhổ vào mặt nó cho hà giận nhưng rồi nhìn lại thân hình ốm yếu của mình thì ông lại không muốn gặp bởi ông muốn quên đi tất cả và không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng ông trời lại muốn trêu đùa khi con dâu ông lại muốn sang lại công ty này. Nếu làm được điều đó thì con trai ông có việc làm đúng với chuyên môn. Và dù sao thì ông cũng hỗ trợ được nó. Suy nghĩ một hồi rồi ông trả lời. Bà sẽ nói chú Tám dưới quê bán đất nếu còn muốn. Thanh Hương căn dặn. Việc này chỉ có hai cho con mình biết thôi con sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết khi kiệt chưa dứt điểm với cô trà còn mẹ thì không nói ba cũng biết rồi ba hiểu con yên tâm nhất định con sẽ giúp ba trả được mối hận này câu nói đùa của con dâu làm ông xúc động mặc dù là con dâu nhưng thanh hương còn hiểu và thương ba hơn cả vợ và con trai có một điều là ông thắc mắc đó là từ ngày ly hôn với thanh hương thì con trai ông trở nên sống khép kín tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện kết hôn với mộc trà Ông có cảm giác toàn bộ thời gian con ông đều dành chọn cho việc chăm sóc con trai bé nhỏ tuấn tú. Nếu lấy được công ty anh Khôi, không những con trai có sự nghiệp mà ông cũng dừa hận được với tên Khôi. Một người đàn ông sống buông thả hay có thể nói là đĩ thỏa. Ông tin tưởng ra mọi việc cho con dâu cũng như chuyển quyền sử dụng đất cho con giữ vậy. Chiều nay hai cha con Tuấn Kiệt vào thăm ba Việt. Ngày mai anh đến hẹn phỏng vấn đi làm nên anh muốn ba ra viện về nhà Thời gian anh đi làm có thể nhờ ba trăm bé tú. Có như vậy anh mới yên tâm mà làm việc được. Nhiều khi chính anh cũng không hiểu hai người phụ nữ trong nhà nghĩ gì. Một người là bà, một người là mẹ, nhưng đều từ chối chăm sóc cháu. Ai cũng hiểu rằng hai người thù ghét nhau nên bé tú bị vạ lây. Tội nghiệp, con còn nhỏ quá. Để hiểu những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ của người mà con sẽ gọi là bà và mẹ. Chính vì vậy, việc đưa con vào thăm ông nội thì anh cũng không cần thiết phải báo với hai người mà làm gì. Hai cha con vừa đi bộ ra cổng để đón taxi thì đúng lúc bà Lan cũng về tới. Anh nói, con định đưa bé đến thăm bà. Ông về quê rồi, không hiểu ở quê có cái gì mà người đang bệnh cũng đi chứ. Chắc chú Tám lại du ông về xin sỏ đất cát gì đây. Sao mẹ biết ba về quê? Thì mẹ vừa đến bệnh viện nghe nói ông xin bác sĩ về thăm quê, Tuấn Kiệt tỏ ra lo lắng, lấy điện thoại gọi cho ông Việt, nhưng không liên lạc được. Thấy con trai cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác mà không được thì bà Lan gắt lên. Ông có chân đi thì ông có chân về. Tính nết bây giờ lầm cầm rồi, ai mà chịu cho nổi chứ? Đang lo lắng cho bà, nghe mẹ nói vậy, Tuấn Kiệt cũng không giữ nổi bình tĩnh, mà gắt lên. Mẹ phải hỏi lại mình thì đúng hơn, ba bệnh như vậy, nhưng mẹ có chăm không? Hay mẹ chỉ quan tâm đến bản thân mẹ thôi? Bà Lan quay ngoắt lại, trợn mắt quát. Mày vừa nói cái gì? Thế tao hỏi mày nếu ông xem tao là vợ thì tại sao không cho tao đứng tên trong sổ đất? Việc mày đứng tên hay không thì có khác gì đâu. Tại à, sao lại không? Ta cũng có quyền 50% chứ bộ. Mày đừng nói muốn có tên trong sổ để đi cầm cố đó nha. Nhà đất là do ông bà nội để lại, không phải do ba mẹ tạo dựng nên. May mà ba bản lĩnh, nếu không sau này cháu nội cũng không có nhà mà ở đâu. Bà Lan tức lắm nhưng không làm gì được. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt nghi ngờ. Không hiểu sao mà nó lại biết bà đã từng mang sổ đỏ đi cầm mà không được. Lần đó ông Khôi nhận được công trình lớn, nhưng vì không có tiền bảo lãnh đối ứng cho chủ đầu tư nên thất bại. Nếu lần đó mà bà vay được tiền thì bây giờ bà cũng đâu phải khổ như thế này. Chặt điện thoại của bà Lan đổ trương. Vừa nhìn màn hình thì bà vội bấm nút tắt, thái độ tỏ ra lúng túng. Khi thấy ánh mắt của con trai đang nhìn mình, bà nói vớt vát rồi nhanh chân đi vào. Thôi hơi đâu mà nói nhiều chi cho mệt, mẹ, mẹ đi nằm đây nhưng khi bà vừa quay đi được mấy bước thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông bà lén quay lại nhìn con trai một lần nữa rồi nói nhỏ đang có người anh gọi chi vậy vì đang ngắm con trên tay nên tuấn kiệt không đuổi theo được lúc đầu anh lại tưởng ba việt gọi về nên ngạc nhiên không hiểu sao mẹ lại tắt máy nhưng thấy thái độ của mẹ không bình thường thì anh đâm sinh nghi sau khi du con ngủ và đặt trong phòng anh mới phát hiện ra từ sáng tới giờ không thấy mộc trà đâu cô ta đi đâu mà không nói với anh một tiếng Đợi ngày ở cơ quan điều tra về, cô ta tỏ ra lầm lì và tuyên bố không bao giờ tha thứ cho anh. Cô ta cho rằng anh cấu kết với công an lừa cô ta để nhằm ăn quỳ tiền. Ngược lại, Tuấn Kiệt lại im lặng mặc cho cô ta muốn nói thế nào thì nói. Bởi anh hiểu rằng cho dù có giải thích kiểu gì cũng sẽ vô ích, chỉ bằng im lặng cho yên ổn thì hơn. Mệt mỏi định nằm cùng con trai nghỉ ngơi một chút, nhưng sự tò mò tìm hiểu về việc cuộc gọi điện thoại vừa rồi, anh lặng lặng đi sang phòng mẹ, bởi vậy mới nói, nhiều khi trong cuộc sống chỉ cần hai chữ bình an mà sao thấy khó quá. Vừa ra khỏi phòng, Tuấn Kiệt bỗng giật mình. Khi nghe tiếng mẹ nói rất lớn và có vẻ bực tức, nên anh nép sát vào cánh cửa và lắng nghe. Bà Lan, vì quá tức giận chuyện gì mà quên rằng đang nói ở nhà, tiếng bà hét trong điện thoại. Đồ phản bội, thằng đàn ông như anh thật đáng khinh bỉ. Anh lấy tiền của tôi để đi bao gái. Tôi thật ân hận vì tin anh cho dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tin. Bằng chứng đang dành dành ra đây mà anh còn nói gì nữa. Không biết người đàn ông ở đầu dây bên kia nói gì. Tuấn Kiệt vừa nghe mẹ có nhắc đến chữ tiền thì định lấy điện thoại ra ghi âm. Nhưng anh vội bỏ chạy khỏi phòng khi nghe mẹ anh nói. Được, anh đến đi, tôi sẽ đến ngay. Tôi nghe anh nói lần này là lần cuối cùng rồi sẽ biết tay tôi. Bà Lan nói xong thì xô cửa đi nhanh ra ngoài. Tuấn kể định đuổi theo, nhưng chợt nhớ bé Tú đang ở nhà một mình, nên anh đánh bất lực đứng nhìn mẹ lên một chiếc xe taxi và rời đi. Nhưng anh không nhìn thấy Mộc Trà lúc đó cũng vừa về tới. Cô ta thấy bà Lan hớt hải chạy ra thì vội bám theo. Đến quán cà phê như một thói quen, bà Lan đi thẳng vào căn phòng mà trong đó ông Khôi đã ngồi chờ sẵn. Mộc Trà gọi cô nhân viên lại gần nói gì đó, thấy cô ta gật đầu và đưa khay nước cho Mộc Trà. Trong vài nhân viên phục vụ mang nước vào cho khách, mộc trà bước vào phòng luôn phải quay mặt đi tránh ánh mắt của hai người nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh bà lan đang cúi đầu xuống bàn khóc nức nở và nói những lời oan ức tội thân với ông khôi chính vì thế nên bà lan hoàn toàn không ngờ cô gái nhân viên là chính là mộc trà hơn nữa cô ta mang khẩu trang nên cũng rất khó để nhận ra sau khi để nước cho khách trên bàn cô vội nhanh chóng lui ra không quên gắn thật nhanh thiết bị ghi âm lên cánh cửa sau khi nói một thôi một hồi cho hà giận Bà Lan ngẩng đầu lên lấy từ trong túi ra một xấp ảnh ném lên bàn. Đó là những tấm hình chụp ông Khôi với tình nhân trẻ trên bãi biển. Lướt nhanh những tấm hình, gương mặt ông Khôi đanh lại tỏ ra bực tức. Nhưng ở hoàn cảnh này, bắt buộc ông phải giàn hòa để nhằm xoa dịu người đẹp. Ông Khôi đành chịu trận, chỉ cười già là rồi nói. Quen em nhiều năm mà anh không ngờ em lại ghen dữ như vậy. Thật sự anh ngạc nhiên à? Gầy phụ nữ hiền dịu của anh đâu rồi này? Miệng nói và hai tay mơn trớn vút ve bờ vai, làm bà Lan mềm lòng, gục đầu lên bờ vai ông ta thồn thức. Nhưng ánh mắt của ông ta sáng quắc tỏ ra giận dữ. Những tấm ảnh trên bàn tố cáo bà ta dám theo dõi ông. Bà ta xem ông là ai, ngay cả vợ ông mẹ của Tuấn Anh mà còn không dám làm việc đó. Bà ta hoang tưởng mình có quyền chiếm hữu hay sao? Bà ta nhầm to rồi. Chẳng qua ông im lặng để bán nhà, bán xong cái xưởng, bán xong công ty, rồi thì ông sẽ cho bà ta biết tay. Ông cố nút cục tức đang trào lên ngay cổ, dịu giọng. Đàn ông ai chả thích cái đẹp. Cô ta thích chụp ảnh với anh thì khó gì mà anh không đồng ý chứ. Chẳng nhẽ vì mấy tấm ảnh này mà em tức giận đến vậy hay sao? Bà Lan tỏ ra tuổi thân. Anh cứ đặt mình vào vị trí của em. Thì sẽ hiểu em cô đơn đến nhường nào. Tiền bạc lẫn thân xác này em có tiếc gì anh đâu. Vậy mà anh bỏ bê em cả tháng không thèm một lời hỏi han Ông Khôi cúi xuống ghé sát mặt vào tay bà ta, thổ thị. Tình hình công ty rất căng. Em thử nghĩ xem, anh còn tâm trạng nào mà ham hố chứ? Anh đang tìm đủ cách để cố gắng giữ lại. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là kỷ niệm của hai đứa mình. Những lúc này anh đang rất cần sự chung tay của mọi người, nhất là em. Bà Lan ngạc nhiên. Em có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho anh rồi, ngay cả tiền của con trai gửi về em cũng có giữ lại gì đâu. À hay là anh thấy em hết khả năng rồi nên đối xử với em như vậy đúng không? Anh xin lỗi nhưng thực tình anh dối quá nên mới tâm sự thật lòng với em. Hai cái đầu bao giờ cũng minh mẫn hơn một người. Em nghĩ cách cứu anh đi. Nếu không mình đành phải sang nhượng lại công ty mà cái đắng là số tiền bán toàn bộ công ty cũng không đủ trả nợ. Anh vừa nói cái gì? Nếu phải bán mà không thu được tiền thì bán làm gì? Cứ để đó rồi tính. Ông okay, Khôi mơn trớn. Anh biết ngay mà, chỉ có em là cứu được anh thôi. Bà Lan bà môi suy nghĩ, tình bà cũng hết cách rồi. Bây giờ duy nhất chỉ còn cách nhà của ông Việt. Lần trước bà lấy trộm sổ và lấy giấy hôn thú đi cầm. Nhưng người ta không đồng ý mà yêu cầu người may phải là ông Việt. Tại sao nhân lúc ông Việt không ở nhà bà có thể làm một điều gì đó chứ? Thấy bà đang im lặng, ông Khôi tiếp tục ỉ ôi. Em nghĩ được cách rồi phải không? Anh biết ngay mà em của anh rất giỏi. Những câu nói chót lưỡi đầu môi của ông ta, bà cũng đã nghe nhiều lần, nhưng không hiểu sao bà vẫn rất thích. Phải công nhận ông ta đẹp trai, bây giờ ở lứa tuổi trung niên rồi, mà hình như thời gian bỏ quên ông ta. Mái tóc vẫn đen, không hề bạc, vầng trán cao, đôi mắt đa tình, và đặc biệt hai vành môi dẻo quẹo, luôn thốt lên những câu nói thì thầm như gió thoảng. Có không ít lần bà tức giận, nhưng Trung Quy cũng chỉ vì ghen. Nhưng khi gặp ông ta rồi, thì chỉ vài câu nói và vòng tay ôm, thì người bà bỗng mềm nhũn và bao nhiêu những gì cần nói đều tan biến hết. Thấy bà Lan không trả lời, ông cố hiểu rằng cá đã cắn câu. Ông tấn công tiếp. Mấy ngày nay, anh phải ngủ chay nên bức bối quá trời. Mình đi khách sạn nha. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Lan từ chối. Không được, giờ em phải về. Sao thế, em chiều anh đi. Thôi để lần khác, lão chồng em về tiền Huy. Hơn nữa thằng con trai em hình như nó nghi hay sao? Em nói thằng Kiệt cũng là con anh, vậy thì lo gì? Tài sản đó trước sau gì cũng vào tay mình thôi, Bà Lan nghĩ nhanh. Đành rằng là như thế, Sao dĩ bà nghĩ Tuấn Kiệt là con ông Khôi vì bé Tuấn Tú, con Kiệt rất giống ông ấy. Nhưng vì chưa chắc chắn nên bà không nói với con. Bây giờ, bà phải làm ngay là tìm cái sổ chủ quyền đất. Hôm nọ bà nghe nói có nơi làm sổ giả, vậy thì tại sao bà không làm cho mình? Nhưng lần này bà phải thận trọng yêu cầu ông Khôi phải chia cho bà cổ phần công ty. Chỉ cần lấy lãi cũng yên tâm về tuổi già rồi. Đang ngồi kín đáo theo dõi bên ngoài, bỗng mộc trà giật mình khi thấy bà lan đẩy cửa bước ra rồi nhanh chóng kêu taxi rời đi ngay cô vội vàng đuổi theo nhưng khi đi được mấy bước thì chợt nhớ còn mắc kẹt thiết bị kia mà cô gắn trong phòng nên đành quay lại bây giờ ông khôi vẫn còn ở bên trong sở dĩ cô biết ông khôi bởi qua tuấn anh nhưng cô không ngờ ông ta lại cặp bồ với cả bà lan mẹ cô tuấn kiệt đúng là ông trời khéo trêu đùa không hiểu sao cô lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn giữa hai gia đình này nhưng cho dù có nằm mơ thì Mộc Trà cũng không biết rằng ngoài cô theo dõi bà Lan còn có thám tử mà Thanh Hương thuê theo dõi hai người. Khi thám tử báo rằng bà Lan đang vào phòng VIP tâm sự với ông Khôi và trong tấm ảnh chụp gửi về thì cô nhận ra Mộc Trà trong vai nhân viên phục vụ. Cô yêu cầu bám sát và đoán rằng một khi cô ta mà dám vào phòng bất chấp có thể bà Lan sẽ nhận ra được thì nhất định phải có mục đích. Và việc đó không ngoài việc gắn thiết bị ghi âm hay nghe lén và đúng như dự đoán khi Mộc Trà đuổi theo bà Lan ra ngoài thì thám tử trong vai nhân viên vào thu dọn ly chén cũng không khó để gỡ thiết bị ghiêm gắn trên cánh cửa. Mộc Trà quay trở lại bàn và mắt vẫn không rời khỏi căn phòng kia. Khoảng 30 phút sau thì một cô gái đi đến gần căn phòng. Nhanh như một con sóc cô ta nhìn trước nhìn sau rồi lèn vào phòng rất nhanh. Quá bực tức vì phải chờ đợi lâu. Mộc Trà gặp nhân viên phục vụ yêu cầu cho cô vào phòng thu dọn bàn, thì được trả lời rằng đã có người thu dọn rồi. Mộc Trà không giữ nổi bình tĩnh, dậm chân thình thịch, giọng rít lên giận dữ. Tôi đang để quên đồ trong đó, bây giờ cho tôi mang đồ uống vào cho cô gái. Cô thông cảm khách yêu cầu không được làm phiền. Nói vậy là đồ hiểu ông Khôi đang dở trò gì với cô gái. Thật tình ông ta có làm gì thì cũng không liên quan đến cô. Vấn đề bây giờ cô quan tâm là thiết bị ghi âm gắn trên cánh cửa có được nó thì cô vừa có thể uy hiếp bà Lan cũng như ông Khôi trong việc chấp nhận đứa bé. Tú là cháu nội. Bây giờ phải làm sao? Chẳng nhẽ cô phải ngồi đây chờ đến khi nào hai con người đó mở cờ ra ngoài hay sao? Thanh Hương lặng người khi nghe những gì diễn ra mà thiết bị ghi âm phát ra. Dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ rằng một người đàn bà như bà Lan lại có thể sống bê tha như vậy. Vậy làm dâu nhà Tuấn Kiệt hơn 3 năm cô chỉ không ngờ bà ta ở cái tính tham tiền lại hay mất bè hạch sách con dâu mà không nghĩ lại mình. Nhưng vì yêu chồng nên cô đều bỏ qua. Nhưng cô không thể ngờ rằng mọi việc lại ghê tởm như vậy. Đã có nhiều lúc cô nói với chồng khuyên ba cho mẹ đứng tên trong sổ đỏ cho mẹ vui. Nếu không mỗi khi có chuyện gì bà ta lại lôi ra trì chiết làm cả nhà nhức đầu. Không biết Tuấn Kiệt có nói gì với ba Việt về chuyện đó không? Mà thấy ba cứ im lặng chịu đựng. Cho dù vợ có la hét rồi dụ ngọt thì ba cũng không hé răng nói một lời. Đến bây giờ thì cô mới hiểu tại sao ba lại làm như thế. Bây giờ cô có nên nói chuyện này cho ba biết không? Và cô cũng tự trả lời bởi tất cả mọi chuyện thì cô và ba Việt đều đã đi trước một nước cờ. Nếu bà Lan nằm sổ giả để lừa vay tiền cho người tình thì cũng chẳng khác nào bà ta tự đút đầu vào dọ mà thôi. Chợt điện thoại đổ chuông và cô mỉm cười khi nhận ra là ba Việt gọi cô lễ phép con chào bác tiếng ông Việt cũng rất vui báo cho con một tin mừng mọi việc chú tám đã giúp bà bàn bạc với khách và mọi thủ tục giao dịch đã xong nhưng hôm nay là thứ bảy nên sáng thứ hai mới làm chuyển nhượng được chính vì thế mà ba ở lại chờ xong việc thì ba mới về dạ vậy là tốt rồi ba phải giữ gìn sức khỏe nhé cả lâu không gặp mấy chú rồi nhậu uống và là nguy đó Ông Việt cười, ba biết rồi, ba phải nghe lời con dâu chứ. Nghe hai chữ mà ba chồng cũ vẫn gọi mình là con dâu, Thanh Hương bỗng xúc động. Tại sao cuộc đời thật chớ trêu? Cô đã từng có người chồng chăm chỉ làm ăn. Một người ba chồng thương con dâu còn hơn con ruột của mình. Vậy mà sao cô phải ra đi? Cuộc đời này không thể biết trước được điều gì. Chính bà Lan cũng còn nghĩ Tuấn Kiệt là con ông Khôi nếu như cô và ông việt không tiến hành xét nghiệm adn thì làm sao không khỏi nghi ngờ cô thầm cảm ơn thám tử đã lấy giúp cô thiết bị ghi âm của mộc trà chắc chắn giờ này cô ta vẫn còn đang ngồi chờ ngoài cửa với hy vọng sau khi có thiết bị ghi âm thì cô ta còn định giờ trò gì nữa đây chẳng biết hai người trong phòng làm gì mà cả tiếng đồng hồ còn chưa ra mộc trà gục cúi đầu xuống bàn rồi ngủ tiếp đi lúc nào không biết đến lúc tỉnh dậy thấy cửa phòng vẫn khép và đèn bên trong đã tắt thì hốt hoảng chạy vào trong phòng không còn ai điều đó thứng tỏ ông khôi và cô gái kia đã về từ lúc nào nhìn về phía cánh cửa nơi có gắn thiết bị nghe lén thì cũng không cánh mà bay quá tức giận đến vô lý cô hỏi nhân viên phục vụ hai người trong phòng đi đâu rồi cô hỏi hai người nào có hai đợt khách vào uống nước rồi ra tôi muốn hỏi ông già và cô gái. Tôi mới chập mắt một chút, họ đi đâu mất rồi? Thấy cô ta hỏi vô lý nhưng vì lịch sự, nên nhân viên vẫn nhiệt tình trả lời. Hai người khách, một già một trẻ đi lâu rồi, sau đó khoảng 10 phút thì có hai khách nam giới vào uống nước và bàn công việc cũng khoảng 20 phút rồi rời đi. Mộc trà tỏ ra tức tối. Tại sao cô không gọi tôi dậy? Hiện nay tôi để quên đồ trong phòng, bây giờ không tìm thấy nữa. Có vẻ không còn kiên nhẫn trước vị khách ngang ngược cô nhân viên phục vụ đặt chiếc khay xuống bàn rồi nhìn vào mộc trà và nói quán không có trách nhiệm giữ đồ cho khách hàng hơn nữa chị không phải là khách hàng trong phòng vip vậy thì tại sao chị lại để quên đồ trong phòng rồi la mất mộc trà thấy nhân viên quán nói cứng thì không làm gì được cô không thể nói mình vào phòng để gắn thiết bị nghe lén được đành chấp nhận thua bà ta keo này may mà lúc bà lan đi ra và cô gái kiên lèn vào ngay sau đó cô cũng chỉ kịp chụp hình qua điện thoại cô ta dậm chân thình thịch tỏ ra tức với chính bản thân mình đã ngủ quên mà cũng tại cô gái kia hú hí cái gì với ông khôi mà lâu thế cô tò mò muốn biết bà lan và ông ta đã nói những gì thật tình cô ghét cay ghét đắng bà già lẳng lơ này chợt thấy bóng hai ông công an đi vào quán cô vội đứng dậy kéo mũ vải che thấp trước mặt rồi nhanh chóng ra về thấy mẹ lục tung phòng của ba thì tuấn kiệt tỏ vẻ thắc mắc mẹ làm gì ở trong phòng ba mà lục tung tùm lum vậy Tao đang dọn dẹp phòng để ba mày về, chứ lục cái gì. Đồ đạc thì để linh tinh, khi cần có muốn tìm cũng không thấy. Mày cứ để yên kệ ba đi. Đào lộn hết lên rồi khi ba về lại cần nhằn. Mày biết gì mà nói, đi ra dùm tao cái coi. Thấy khuyên mẹ không được, Tuấn Kiệt chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài. Ở trong phòng bà Lan tức tối, vì lục tìm kiểu gì cũng không thấy quyền sổ đỏ. Chờ điện thoại của bà có tin nhắn, Tưởng ông Khôi hỏi về chuyện lo tiền nên bà vội mở ra xem. Nhưng liên tục những tấm hình chụp ông Khôi và có cả bà cùng cô gái ngay trong quán cà phê mà bà vừa ở đó. Bà Lan không còn đủ bình tĩnh để xem ai đã gửi cho mình. Tại sao lại gửi bằng số điện thoại lạ? Không lẽ chính là cô gái đang muốn khiêu khích bà hay sao? Bỗng bà thấy mình phải hết sức tỉnh táo trong lúc này. Người mà bà cần là ông Khôi chứ không phải là cô ta. Nếu bị cô ta mà bà quay lại chỉ trích ông Khôi, thì vô tình càng làm ông ta xa lánh bà. Bà bỗng cảm thấy hoang mang khi giờ đây hoàn toàn tay trắng. Tất cả tiền bạc bà đều đưa cho ông ta đắp vào công ty. Công trình đâu không thấy mà lúc nào ông ấy cũng thiếu vốn. Nhưng nếu bây giờ không có người hỗ trợ thì ông phải bán công ty để trả nợ. Mà như vậy thì không những ông phá sản mà bà cũng trắng tay. Bây giờ bà biết phải làm sao khi chuyện tiền bạc chưa xong lại thêm chuyện gái gú tình cảm có khi ông lợi dụng mấy cô gái trẻ để moi tiền cứu công ty thì sao? Mệt mỏi với đống đồ đạc của ông Việt mà không tìm được gì, bà Lan đi về phòng, ngả lưng xuống giường định nghỉ một chút cho tỉnh táo thì điện thoại lại có tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại lạ. Nhưng lần này không phải là những tấm hình mà là một đoạn băng ghi âm nên bà tò mò muốn lắng nghe. Khi tiếng nói trong cuộn băng vừa cất lên, bà giật mình bội ngồi dậy. Bởi tiếng nói đó không phải ai khác mà chính là của bà và ông Khôi. Lúc ở quán cà phê, ai đã làm chuyện này? Bây giờ người đó gửi cho bà nhà mục đích gì? Bà lăn quá hoàng sợ khi nghĩ rằng nếu đoạn ghi âm này mà đến tay ông Việt, mọi chuyện xem như là dấu chấm hết đối với bà. Mẹ ơi! Tiếng Tuấn Kiệt gọi ở ngoài cửa phòng làm bà sợ co rúm người lại. Bà vẫn giả ngủ mà không dám lên tiếng. Mãi đến khi con trai gọi lần thứ hai, bà mới giả giọng ngái ngủ. Dì, mới chập mắt được một chút mà đã làm phiền rồi. Vừa mở cửa, Tuấn Kiệt bước vào, thấy mẹ còn mặc nguyên quần áo, khi sáng thì ngạc nhiên. Ủa, sao mẹ nói đi ngủ mà chưa thay đồ à? Lúc này bà mới nhìn đến mình. Quả thật bà còn không nhớ gì hết. Bà nắp bắp. Già rồi, nên lầm cẩm mà con sang phòng mẹ có chuyện gì không? Thế con trà đâu, không biết cố đi đâu nữa. Thật là cái đồ, cái đồ. Tran chẳng buồn nói. Tuấn Kiệt buồn bã quay mặt đi, lát sau anh nói. Mẹ trông bé Tú giúp con, con đi có chút chuyện. Chợt bà nói với con trai. Con tử điện cho ba, xem ông đang ở đâu. Có khi mẹ cũng muốn về trên ít ngày, thấy người mệt mỏi quá. Nghe nói thế, Tuấn Kiệt la lên. Không được, tự nhiên rủ nhau về quê hết rồi, con đi làm ai trông bé Tú hơn nữa bà khóa máy hay hết pin mà không liên lạc được mệt với bà ghê à chắc điện thoại hết pin chứ ông biết gì mà khóa máy thôi kể ông ấy muốn đi đâu thì đi bỗng Tuấn Kiệt hỏi mẹ lấy tiền về chưa bà Lan giật mình rồi hối con trai tiền đâu mà lấy thôi đi đâu thì đi rồi tranh thủ mà về cứ để bé tú đó cho mẹ Tuấn Kiệt định nói gì đó nhưng lại thôi khi thấy mẹ đã chịu trông con trai hơn nữa anh biết rằng chỉ có hỏi đến tiền thì mẹ mới chịu xuống nước. Thật ra anh nhận được cuộc hẹn với quản lý nhà hàng về công việc nhưng anh không muốn cho mẹ biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Nhân quả cuộc đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả. Có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân.